Hi, xin chào cả nhà, mình là Thiên Nhân. Hi, xin chào cả nhà, mình là Thiên Nhân. Hiện tại thì Nhân đang ở Bixi Tô Hiến Thành. Và ngày hôm nay Nhân xin giới thiệu tới các bạn một món ăn cũng rất là độc đáo mà nhiều bạn trẻ rất là ưa thích. Đó chính là trái cây tô tại Tô Hiến Thành. Và bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng theo chân của Nhân chưa? Mình cùng đi nha. Hiện tại là chỉ còn vài mét nữa là mình đã đến được điểm đến. Thì hiện tại bên phải của Nhân là siêu thị Bixi Tô Hiến Thành. Còn bên trái là rất là nhiều hàng quán. Mình xuống đây một chút xíu nữa là đến rồi. Các bạn cùng đi với Nhân nha. Tại thì Nhân đã ngồi ở trong quán rồi. Quán này có tên gọi là A Bo. Bây giờ là mình đang chờ chủ quán mang ra cho mình. Ôi, nhìn tô trái cây này thật sự rất là hấp dẫn nè các bạn. Tìm hiểu thì ở dưới là một lớp đá bào. Sau đó là sẽ để đều ra 11 loại trái cây. Mà trong này nó có một công thức rất là đặc biệt từ đặc sản của Nha Trang. Đó chính là cơm dừa được nấu chung với lại hạt đác. Mà trong miền Nam mình còn gọi là hạt thốt nốt đó các bạn. Nấu chung với nhau cho nên là cơm dừa với lại hạt đác này ăn rất là ngọt, độ ngọt rất là tự nhiên. Và tiếp nữa thì mình sẽ có một lớp này gọi là lớp sữa chua đó, rồi hình như là còn thiếu cái gì nè, đó là sữa đặc đó, sữa đặc và siro nữa là trên cùng, lớp trên cùng đó các bạn. Nhân nghĩ là bây giờ phải thưởng thức ngay thôi. Bây giờ Nhân sẽ trộn đều 11 loại trái cây nè với lại sữa đặc nè, rồi sữa chua nè, nó sẽ hòa quyện thành một món trái cây tô A Bo rất là hấp dẫn và tạo nên sự riêng biệt. Cái đặc sản của Nha Trang cho nên là chắc là Nhân sẽ ăn với hạt đác trước. Hạt đác này rất là ngọt, sực sực, dai dai nữa. Ngon lắm đó các bạn. Ngọt nè, thơm nè, béo béo nữa nè. Hình như là cái tô lớn như thế này chỉ có 26.000 một tô thôi. Rồi, điểm cộng đầu tiên ở đây là quán rất là sạch sẽ và thoáng mát nè. Rồi điểm cộng thứ hai là trái cây tô ở đây là có rất là nhiều món rất là phong phú. Điểm cộng thứ ba là Nhân cảm giác ở trong cái trái cây tô này không phải là những loại trái cây rẻ tiền đâu, mà Nhân thấy nào là có nho, có dưa lưới. Và theo Nhân tìm hiểu thì toàn là những trái cây tươi. Điểm cộng thứ tư Nhân cảm thấy là một tô trái cây nha, nào có dâu, có nho, đầy đủ mà chỉ có 26.000 thôi thì rất là rẻ đúng không các bạn. Và điểm cộng thứ năm đó chính là địa điểm ở đây, Nhân cảm thấy rất là thuận tiện, giao thông thuận lợi bởi vì nó nằm ở bên tay phải của siêu thị Bixi tại Tô Hiến Thành. Nếu như các bạn yêu thích chương trình của Nhân thì vui lòng cho Nhân xin một like và một share để cho tất cả các bạn bè của mình cùng biết nha. Và các bạn cũng đừng quên nha, nhớ bấm theo dõi để có thể cập nhật liên tục những cái review mới nhất của Nhân nha. Xin chào các bạn.